Hi, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn, cũng như hướng dẫn các bạn cách mà load balancing nhiều line internet. Nói chung thì mình sẽ đưa khi mà giá rẻ thì các bạn hãy chọn những thứ như là nhiều WAN thì có thể dùng con TP-Link R480T, hoặc là nếu mà hai WAN á thì bạn có khá nhiều sự lựa chọn từ rẻ tiền cho đến mắc tiền một chút. Ở mức mà rẻ tiền phổ thông á, thì các bạn có thể dùng những con TP-Link hàng phổ thông, ví dụ như là 740N, 841N, 741ND gì đó để load balancing hai line. Tuy nhiên những cái con phổ thông đó nó sẽ giới hạn ở một chỗ, đó chính là các bạn chỉ load balancing được từ 2 đến 4 line mà thôi. Ở đây mình có một con Microtik. Thì đối với là Microtik á, thì với những con mà có càng nhiều cổng LAN á thì các bạn có thể load balancing được càng nhiều line. Ví dụ như con ở đây mình có, để mình bật chuột lên. Ví dụ ở đây mình có là con này là con 750 RB750G, thì con này có 5 cổng LAN, do đó các bạn có thể load balancing tối đa được là 4 cổng, một cổng để dùng cổng LAN ra switch hoặc là access point. Con RB750G này á, thì được ra mắt rất là từ lâu 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 lắm luôn rồi. Thì sau này nó đã được thay bằng cái con là RB750GR3, tức là con màu trắng 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 trắng, trắng tinh á, trắng mới kìa, đây nè. Đó, là con này nè. Con này cũ quá nên là màu cháo lòng rồi. Thì xét về cấu hình á thì tất nhiên là con RB750G nó không thể nào bằng được con RB750RG3 rồi. Thì ở đây mình sẽ cho các bạn xem cấu hình của hai con này. Đây là cấu hình của con RB750G. Thì cái con này á, các bạn thấy là CPU nè, chỉ là một core và xung nghiệp là 680 MHz với bộ nhớ RAM là 32 MB. Đó. Kích thước như đây. Thì đời sau là con GR3 thì kích thước vẫn y như vậy, nhưng mà đặc biệt con này được sở hữu một cái bộ vi xử lý rất là mạnh, đó chính là bộ vi xử lý 2 core 8 luồng, xung nghiệp 880 MHz, tức là mạnh hơn chắc khoảng 3-4 lần gì đấy. Bộ nhớ RAM 256 MB, tức là gấp 8 lần so với 32 MB, quá kinh khủng. Thì cái con 750GR3 này á, hiện mình đang dùng để load balancing 3 line internet. Mình chỉ load 3 line bởi vì thứ nhất là mình đăng ký gói Viettel 35 Mbps trên dây á, thì mình load 3 line lại sẽ được khoảng 100 Mbps trên dây là vừa đủ. Với lại cái nếu như mà load balancing nhiều line quá, nó sẽ gặp những cái vấn đề nó khá là phức tạp đối với những cái trang web mà nó khóa session hay là gì đó theo địa chỉ IP của nhà bạn. Thì do đó mình load 3 line. Còn hai line còn lại á, các bạn thấy hai đèn chớp nè. 3 line qua này mình đã gắn qua con 3 cổng 123 của con này để mình demo rồi. Thì hai cái line này thì một line là mình nối ra access point cho mạng nhà mình xài, còn một line á là mình để mình phát cái hệ thống wifi marketing không có password cho hàng xóm xung quanh mình dùng free hoàn toàn. Đó, đối với con 750GR3 này cấu hình rất là mạnh như vậy, do đó mình có thể vừa lắp balancing vừa chạy hotspot hoàn toàn khỏe re, CPU load rất là thấp. Riêng cái con 750G này thì các bạn load balancing độ để coi nói chung với bao nhiêu line, mà nói chung là khi mình test thậm chí một line á, len thôi á, cỡ 100 Mbps giây thôi là bắt đầu CPU lên 100% rồi. Đó. Do đó con này nghĩ là ổn định nhất là vẫn là maximum 100 Mbps giây mà thôi. Về tương lai á, thì đối với mình con này thấy chưa phê.
Đó, tưởng là mình sẽ quất con này. Đây, con này RB3011. Các bạn coi cấu hình này, CPU 2 core, xung nhịp tới 1.4 GHz. Quá dữ. Bộ nhớ RAM 1 GB, bộ nhớ RAM 128 MB. Quá là kinh khủng. Con này rất 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 là mạnh. Và con này thường là được sử dụng thậm chí trong những cái trường học hoặc là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đó, rất là mạnh, nhưng mà đam mê mà thì chịu chi thôi. Đặc biệt của con này á, các bạn thấy là nó hỗ trợ nè, nó hỗ trợ một cổng USB 3.0, một cổng SFP để gắn module WAN, tốc độ 1.25 Gbps, và 10 cổng Gigabit Ethernet. Ngoài ra nó còn có một cái màn hình LCD ở đây. Các bạn có thể cho nó hiển thị cái biểu đồ, con số nó các bạn thích, hoặc là các bạn cũng thể xem thông tin của một số cái cấu hình mà không cần phải mở máy tính, dùng Winbox này nọ. Rồi, trước khi vào cấu hình á, mình đây là con mình đang dùng nè, mình sẽ test cho các bạn coi. Đang chạy 3 line. Rồi mình sẽ down cái file từ cái host của mình. Đó, các bạn thấy không? 12 MB/s. 12 MB/s, tức là khoảng 100 MB nè, các bạn thấy là load đều cả 3 line. Rất là nhanh. Rồi. Thì đây là con mình đã cấu hình rồi. Ơi chết, nãy giờ quên. Sorry các bạn. Đây mình sẽ show lại. Rồi, đây 12 MB/s, đây gần 100 MB/s. Rồi, đây là con mình đã cấu hình rồi. Do đó mình bây giờ mình sẽ reset nó lại. Thì nói chung cấu hình cái gì đó thì mình tốt nhất là mình reset lại từ đầu cho chắc ăn, để nhỡ đâu người ta đã làm gì trước mình rồi thì sao, đúng không? Thì ở đây mình chọn là no default. Nếu mà chọn default á thì mặc định nó sẽ cộng một, nó sẽ là DHCP client, tức là nó sẽ nhận IP động từ một cái con router khác, và do not backup, tức là mình không cần backup luôn. Rồi, yes. Con này mình cũng vừa up lên version 6.41.3 thôi, version mới nhất hiện tại. Rồi, vậy là nó đã văng rồi. Các bạn thấy Winbox cũng bị disconnect luôn này. Đây, reboot. Khiếp, nãy giờ mình tưởng nó bị gì, hóa ra nó chậm. Chà, nó chậm tới mức này luôn. Đúng là công nghệ ngày càng phát triển. Rồi, như vậy là đã boot lên. Vô. Đây là giao diện của nó. Đó, các bạn thấy không? Hoàn toàn không có gì hết. Interface từ 1 đến 5 nè, ba cổng WAN nè, một cổng LAN mình đã cắm, một cổng chưa cắm, bridge chưa có luôn, address IP chưa có luôn. Rồi, nói chung á, nếu mà nói về hướng dẫn á thì gọi là về cái những con như MicroTik, PFSense thì không ai hướng dẫn free cả. Đó, như vậy á, mà được cái là giờ không lẽ tôi đi
làm tôi đi cài cho nhiều người đi, thì không lẽ ai tôi cũng là tay đúng không? Đó, do đó mình riêng mình thôi nha, mình đã chuẩn bị sẵn một đoạn script đây, load balancing free when này, mỗi chốt là phải này đây đó. Để máy tính luôn nha, desktop luôn, bạn hack được máy mình thì cứ vô lấy thôi không sao. Lại disconnect, những con này nó cũng rỡm hay sao. Con này cũng chập chen hay sao á. Thôi, nói chung thì như các bạn đã biết là thiết bị điện tử mà hên xui, và cách khắc phục mọi vấn đề chính là rút nguồn lại. Ồ, wow, mình mới sờ thử hai con và đã nhận ra một điều, đó chính là con 750G này rất là nóng, vô cùng nóng luôn. Không biết có phải là do chạy mới tí nóng không, hay là cái dạng mà mấy cái dòng CPU cũ á, các bạn biết đó, là nó xây dựng trên những cái tiến trình nanomet nó cao hơn, do đó cái bộ bán dẫn nó to thì nó sẽ nóng hơn là những con mới sau này đó. Thôi mình không biết có phải đó là lý do không, nói chung là con 750G rất là nóng rồi. Vậy là em nó điên luôn rồi. Refresh không nhận luôn. Wow, thú vị. Thử hết, thà là bỏ hết tầm lại từ đầu. Cắm một dây vô cái máy tính mình thôi, vậy mà nó nở lòng nào nó không thèm nhận luôn mà. Thôi, vấn đề này chắc là mình sẽ xử lý xong rồi mình sẽ bật clip quay lại cho các bạn coi. Rồi, bây giờ mình đã tiếp tục về công việc sửa chữa nó ra. Rồi, cái việc mà như thế nào lúc anh sinh mình sẽ hẹn gặp lại các bạn chút nha. Rồi, xin chào các bạn, mình đã quay trở lại. Còn thấy không, khắc phục rất là nhanh thôi. Đơn giản vô reset default rồi tự nhiên nó lại nhận, chả hiểu tại sao luôn. Có vẻ như cái vấn đề Winbox mà kết nối tới cái bằng cái địa chỉ MAC ấy, nó hơi bị vấn đề. Rồi đây sạch sẽ chống trơn. Rồi mình sẽ cái file thần thánh của mình vô, và sẵn tiện nó luôn là bạn này, mình có nói là bạn nào mà hack được máy mình thì cứ lấy file này xài em bán cũng được. Đó, thần thánh nhá. Giờ import lv xong, đợi một chút. Rồi
executed successfully. Từ network này mình đổi luôn tên thiết bị. Nhưng mà các bạn nhớ một điều là bất cứ khi nào vừa reset cấu hình router xong cài lại thì các bạn phải đặt password cho nó. Bởi vì mình gặp rất là nhiều cái tình trạng mà scan qua SSH, telnet hoặc là giao thức Winbox đó. Đó, cái bọn phá hoại á nó sẽ vô nó đổi cái password admin của các bạn, đồng thời nó đổi tên router thành hack luôn. Đó. Hack viết hoa hàng tay luôn nha, mình bị mấy lần rồi. Có lẽ là chỉ có một thằng hack thôi. Scan kinh khủng khiếp. Và đấy nè, khi các bạn đọc cái log á. Nếu mà cái internet rồi các bạn thấy những cái dòng chữ đỏ mà scan SSH á rất là nhiều. Nãy mình mới cái internet scan 2 IP liên tục rồi, bọn nó kiểu như thuê DNS rồi nguyên một dãy á. Lên 2 qua này nè. Some resources đây 4%. Bị chưa 88. Sẽ release IP cũ đi, do là khi mà mình reset default á nó đã có IP là 88 rồi, nhưng mà khi mình chạy script của mình đặt định là không, các bạn thấy không? Đó, 88 không đó, các bạn thấy không, mình vừa mới nói xong ha ha, nãy là mình SSH nha, giờ là IP ở đồ 200 nè, theo net nè, đó nó scan nè. Wow, mình thấy chưa, kinh khủng khiếp. Quan ba bị gì ta, mình bó tay với các bạn ngồi scan như vậy luôn á. Cái thằng quan ba này hồi qua một đứt luôn rồi, nó mới bị rớt nội bộ. Vũ khí thật, nó bị mất kết nối chính thằng quan một, mất kết nối là router gốc luôn. Thật ra về mặt sử dụng lên một ven là chạy được rồi đó, 5 MB bình thường, CPU load như đây, ok. Mình không hiểu tại sao nha, mình dùng cái beta test á, beta test, đây mình test, bụp. Đó, được cỡ tầm 100 MB nè, 100% liền. Thế mà không hiểu tại sao load balancing lên 100 MB vẫn không bị 100%. Thế mới hay. Lâu hè mười giây hay là mười giây ít quá ta, ở 30 giây rồi, nhiều khi 10 giây nó chưa kịp nó lấy cấu hình nó đã bị tự
tự disconnect luôn đó chứ. Ủa, thằng quan 2 connected liền đúng không? Quan 1 vô. Thôi mừng quá. Hai quan 10 về bài rồi, quan 3 vô luôn, 12 mê hơn, quá ngon. CPU load các bạn thấy không, cục khá là thấp, 6-7% thôi. Thì nói chung là con 750G này á, dùng trong gia đình rất là ngon rồi. Đó, ở đây 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 đây. Tiếp tục là IP khác ngồi scan nè, thấy không? Và theo net nè, bắt user admin user root nè. Chú cha nó ngồi nó scan. 8 nữa chứ. Yes chứ. Quái thật các anh. Vừa mới có vừa kết nối một cái thôi là nó ngồi nó scan rồi. Kinh thiệt. Rồi, what's my test thử này. Xem resource của nó. Nếu mà đào những cái file mà kích thước nhỏ thì có thể CPU nó sẽ nhảy lên, nhưng không sao, vẫn ổn định mức dưới 80%, tức là dùng ở gia đình cực kỳ gọi là tốt luôn. Ngoài ra đối với con Microtech này nè, thì các bạn hoàn toàn có thể giới hạn, ví dụ như các bạn biết hồi nãy mình có nói tình trạng đó là khi kết nối tới một cái server mà nó khóa theo IP á, thì nó sẽ bị tình trạng nhảy IP. Do đó bạn có thể sẽ bị block hay là bị mất session á, bị lock out á, thì bạn có thể giới hạn, ví dụ như những người gia đình của bạn á, người ta dùng kiểu như là nhu cầu download này nọ nó ít á, thì các bạn nên dùng theo kiểu khi đã kết nối tới server bằng WAN nào thì receive lại cũng bằng WAN đó luôn, thì nó sẽ hay hơn. Còn nếu như các bạn là những người am hiểu đúng không, các bạn có nhiều cách để bypass cái vụ đó, thì các bạn có thể set hai cái range IP. Cái là ví dụ như mình đang nhà mình là từ .2 đến .10 là máy của mình thì sử dụng đồng thời 3 WAN, nhưng mà từ .11 trở về sau quá thì nó sẽ kiểu như là khi đó một server chỉ một WAN thôi. Đó bạn thấy không, kết nối tới một server chỉ dùng một WAN thôi, nhưng mà ví dụ mình trên một con nữa. Rồi đó, hai quan đó cứ thế mà tăng lên, thì dùng cái kiểu này nè nó rất là ổn định. Do đó những cái con như là con Microtech này hay Cisco hay gì đó, những con chuyên dụng á, thì cái việc cấu hình nó rất là thích, rất là sướng, tùy thuộc vào mình thích thế nào, ren sẽ biết thế nào, bây giờ giải gì đó tùy mình luôn, kể cả hotspot cũng có sẵn luôn, nó rất là tiện. Rồi, nói chung thì hôm nay mình chỉ giới thiệu với các bạn sơ lược một số cái điều về load balancing trên Microtech, cũng như là tại sao mình dùng nó, tại sao mình mua con xịn như con RB301 kia đó, và mình cũng chia sẻ thêm một số kinh nghiệm của mình. Cái này á là disconnect là do cái chất lượng dây, các bạn thấy đó, mình treo lơ lửng như nè thì nó bị lỏng dây á, cho nó hay bị disconnect, kệ nó. Nó mình gắn lại con RG3 sau. Rồi. Clip mình chia sẻ đến đây là hết. Hết thiệt rồi nha. Rồi. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại những clip sau. Bye bye.